Nút giao cao tốc Long Thành Dầu Giây Hồ Chí Minh với đường vành đai 3 không chỉ là một bước đột phá về hạ tầng giao thông mà còn cho cơ hội vàng cho các nhà đầu tư bất động sản. Đây là một điểm nhấn quan trọng chiến lược phát triển kinh tế khu vực phía Nam, hứa hẹn mang lại những giá trị bền vững cho cả nền kinh tế và thị trường bất động sản trong tương lai. Chào mừng cả nhà đến với lại Hạ Tầng Miền Nam, nên những thông tin được gửi đến cả nhà một cách chuẩn chỉnh và thực tế nhất. Mời cả nhà đăng ký kênh, like và chia sẻ video. Xin chân thành cảm ơn. Theo quy hoạch xây dựng dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh có 10 nút giao liên thông và các khu vực ra vào đường cao tốc. Trong đó, theo kế hoạch trước đó, phía đông thành phố Hồ Chí Minh là thành phố Thủ Đức với 13 km đường trên cao, có nút giao với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và nút giao Tông Vạn. Hai nút giao này có quy mô đồ sộ bậc nhất trên dự án đường vành đai 3. Hiện tại các nhà thầu đang bắt đầu triển khai xây dựng. Về quy mô, nút giao đường vành đai 3 với cao tốc Long Thành Dầu Dây Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1 sẽ xây dựng cầu vượt ngang đường vành đai 3 và 4 nhánh rẽ. Khu vực này sẽ nối với đường dẫn qua cầu Nhân Trạch về phía Đồng Nai, sau đó kết nối với cao tốc Bến Lức Long Thành, tạo nên trục giao thông liên tỉnh. Để thuận lợi kết nối giao thông và phát triển đô thị phía đông thành phố, cơ quan chức năng đã lên kế hoạch và tiến liên cảng các lái phú hữu với nút giao này. Đồng thời có phương án mở ra lối ra vào cho cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây bằng việc mở đường song hành và kết nối với đường Long Phước. Hướng về đường Nguyễn Xiển, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đề xuất đầu tư hoàn chỉnh nút giao Gò Công và nhánh nối tới xa lộ Hà Nội tại cầu vượt Trạm 2. Hiện tại dự án được đưa vào khu vực trọng điểm ưu tiên làm từ năm 2024 đến 2030 với tổng mức đầu tư là 8.500 tỷ đồng. Trong bối cảnh hạ tầng giao thông miền Nam đang được phổ cập và phát triển nhanh chóng, việc đầu tư vào các khu vực kết nối hạ tầng trọng điểm đang trở thành một lựa chọn chiến lược của các nhà đầu tư bất động sản. Một trong những nút giao thông đáng chú ý nhất hiện nay chính là nút giao giữa cao tốc Long Thành Dầu Dây Hồ Chí Minh với đường vành đai 3. Đây là một dự án quan trọng tạo ra một cú hích lớn cho cả phát triển kinh tế lẫn thị trường bất động sản trong vùng. Cao tốc Long Thành Dầu Dây Hồ Chí Minh là tuyến đường huyết mạch nối liền thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Đông Nam Bộ và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuyến cao tốc này dài 55 km với thiết kế hiện đại và khả năng đáp ứng lưu lượng giao thông lớn. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tải áp lực cho tuyến quốc lộ 1A và quốc lộ 51, rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến các khu vực như Biên Hòa, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và đặc biệt là sân bay quốc tế Long Thành. Đường vành đai 3 là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của khu vực phía Nam với mục tiêu kết nối các khu đô thị vệ tinh và khu công nghiệp lớn xung quanh thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường này có chiều dài khoảng 89 km đi qua các tỉnh thành quan trọng như Bình Dương, Đồng Nai, Long An và thành phố Hồ Chí Minh. Khi hoàn thành, đường vành đai 3 không chỉ giúp giảm áp lực giao thông nội bộ thành phố Hồ Chí Minh mà còn tạo ra mạng lưới giao thông liên kết chặt chẽ giữa các khu vực trọng điểm. Điều này giúp tối ưu thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho toàn vùng. Nút giao cao tốc Long Thành Dầu Dây Hồ Chí Minh với đường vành đai 3, tâm điểm hạ tầng chiến lược. Nút giao này không chỉ là điểm giao thoa giữa hai tuyến đường quan trọng mà còn là cửa ngõ kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với các tỉnh thành lớn. Đặc biệt với sự hiện diện của sân bay quốc tế Long Thành, một trong những dự án hạ tầng trọng điểm của quốc gia, nút giao này hứa hẹn sẽ trở thành điểm nóng đầu tư phát triển bất động sản. Nhờ khả năng kết nối nhanh chóng từ thành phố Hồ Chí Minh đến các khu vực trọng yếu như Long An, Đồng Nai, Bình Dương và sân bay Long Thành, nút giao này được dự báo sẽ thu hút một dòng vốn lớn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hơn nữa, khu vực xung quanh nút giao còn có tiềm năng phát triển các dự án đô thị, khu công nghiệp và dịch vụ hậu cần, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế và dân cư. Tác động đến thị trường bất động sản, sự ra đời của nút giao này sẽ là một cú hích lớn mạnh mẽ cho thị trường bất động sản vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Với sự cải thiện về hạ tầng, vị đất dọc theo các tuyến đường này sẽ trở nên càng có giá trị hơn. Các nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào sự tăng trưởng bền vững của giá trị bất động sản, đặc biệt là các dự án đất nền, khu đô thị và khu công nghiệp. Khu vực này đang trở thành điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội phát triển hạ tầng công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Đồng thời, sự phát triển của khu dân cư và đô thị vệ tinh cũng hứa hẹn tạo ra một hệ sinh thái kinh tế xã hội toàn diện, đáp ứng được nhu cầu của người dân và các doanh nghiệp. Với việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, nút giao này không chỉ mang lại lợi ích ngắn hạn mà còn mở ra một cơ hội phát triển dài hạn cho cả khu vực. Nhờ vào kết nối chiến lược, khu vực này có tiềm năng trở thành khu trung tâm kinh tế, thương mại và đô thị của miền Nam, đóng góp cho sự phát triển bền vững của thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Nút giao cao tốc Long Thành Dầu Dây Hồ Chí Minh với đường vành đai 3 không chỉ là một bước đột phá về hạ tầng giao thông mà còn cho cơ hội vàng cho các nhà đầu tư bất động sản. Đây là một điểm nhấn quan trọng chiến lược phát triển kinh tế khu vực phía Nam, hứa hẹn mang lại những giá trị bền vững cho cả nền kinh tế và thị trường bất động sản trong tương lai. Vừa rồi Hạ Tầng Miền Nam có bài giới thiệu phân tích chiến lược của nút giao cao tốc Long Thành Dầu Dây Hồ Chí Minh với đường vành đai 3. Cả nhà yêu mến, đừng quên nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Mời cả nhà tiếp tục xem video chi tiết.